Cái này làm sao đồng đội xem được, làm sao mà dân tình xem được, do cái gì nhà cam của ông ấy. À rồi, rồi thấy rồi, thấy rồi. Đây, trên cái thân súng này, trên cái thân súng này này, trên cái thân súng cái này này là nó như thế này, đã Mấy nó cậu nhìn nhìn ở giữa chỗ gần cái thanh ray, thanh rail đấy, có chữ CFWE kìa, đấy chính cái nem pháp ấy. Đó là đắc ông đấy nhá. Phải là cộng 8, có thể giống như một quả Zerik bình thường thôi mà nó chỉ thêm cái tin tác thôi mà. Đây nhá. Q-fit đặc biệt nhá, nó sẽ thêm tác công vào. Đấy. Killer, cái dòng name Killer này nó cũng sẽ có cái name tag nếu như công của con đấy. Dạ. Đặc biệt là cái spray đặc biệt sau khi mà ông diệt địch, tiêu diệt địch. Nhưng mà khả năng cao là nó chỉ có trong cái chế độ bình thường chứ không phải như thế này. Ai có ổ này rồi cần quay nữa không? Nếu mà có rồi thì té thôi. Bởi vì này là trừ khi ông nào mà thích sưu tập hoặc là công kiểu muốn nổ bật cái nem tắc của mình lên thì công cứ hốt thôi. Nhưng mà có một cái mà tôi lưu ý cho công như thế này. Số, chữ số không được. Chữ số không dùng được. Một. Thứ hai là những cái từ bậy như kiểu là phận núp, bây là ABC đấy. À, những cái từ nói chung là từ bậy vulgar words không dùng được nhé, không dùng được nhé. Đây lúc chat là nó cũng sẽ hiện lên này đấy. Thà sao nhé, tất cả những cái vũ khí, những cái giải thưởng mà tôi vừa nói ở trên đây tất cả là nó sẽ nằm trong cái vòng quẹ mà bộ Azeric Beast dự kiến vào tầm gần giữa tháng 4 nhé, giữa tháng 4 nhé. Đó là đám giải thưởng cho cái vòng quay bộ bộ Azeric Beast đấy. Thì nói chung là với cá nhân tôi thì đánh giá con nào cần có thể hốt được, một là con 3Z, hai là con 36C, và ba là con không chắc là hết rồi, không biết là còn thêm con nào nữa không, cái đấy tụi tách biết, nhưng mà về cơ bản là như vậy. Tiếp theo là bộ phục sinh 2023. Khó lắm. Tôi phải xem lại, tôi phải lại. Easter này. Đây đây. Đây. Demon, Demon chưa chuẩn bị nhá. Mới chỉ có Azeric thì thôi, còn nếu mà Demon mà có thì cậu cũng có chuẩn bị tinh thần địa vừa nhá. Đây đầu tiên là 3Z. Đầu tiên là chúng ta có 3Z. Well. Thế cả. Đủ côn. Bên cái server này thì nó là 26 viên mà ra các server khác. Vất trường, nòng dài vứt thì không được quay. Mà tôi cũng nói với các bạn hàng nghìn lần, hàng trăm hàng nghìn lần rồi. Là bây giờ các phiên bản 3Z mới auto nòng dài. Thế nhá. Tôi nói các hàng nghìn lần rồi, các không nghe. Nó thật không quay thì kẹo hay không? Thế thôi. Nói hàng trăm hàng nghìn là rồi. Là bây giờ những con 3Z mới, trừ trường hợp là nó lấy skin của các phiên bản 3Z cũ, thì không, hoặc là lấy lại model của 3Z cũ không nói, thì auto nằm dài thế thôi. Thế cho nó vuông nhé. Lấy đồ côn và các server khác thì nó cũng lại lượng đạn lại tùy server thôi. Việt Nam mình chắc là 20.
Thank you.